quay trở lại với kênh Con Gái Miền Tây. Hôm nay là mùng 1 cho nên là hai mẹ con như quyết định là sẽ ăn chay. Và hôm nay thì sẽ mua đồ để kho nấm nè, đậu hũ nè. Và đây là bị can chay, kho xả ăn thật cả nhà ơi. Với lại có chao đó, mình ăn chung với cà với dưa leo cũng rất là ngon luôn. Còn bây giờ thì mình với mẹ sẽ vào bếp và nấu ăn thôi. Không lời chèo chống biết mỏi mê. Mỏi mê hả? Chèo ghe mấy người ta bán ghe. Bán lợn với ghe. Gì? Năm rồi là đỏ cây luôn, không thấy cái lá nào, thấy trái mận không à. Mở đậu có dây dây ha. Chống mà mệt mỏi. Trời chụp luôn. Làm như nó lão quá, nó già quá rồi á. Thớt ngọn xuống nó thích thu. Nó không đậu trái nữa. Rồi chín rồi mẹ ơi. Mới cơm ăn. Mới được. Chưa. Rồi. Rồi nó sâu lên nè. Bảo đảm chín con mẹ. Cả nhà ơi, trong tích tắc thì Như và mẹ đã nấu xong bữa cơm chay rồi. Bây giờ thì hai mẹ con Như sẽ ăn cơm chiều ở trên sông nè cả nhà. Như đang ngồi dưới xuồng nè, đung đưa nè. Mẹ đang bới cơm cho Như. Lâu lắm rồi mới ăn chay á, cảm giác rất là thích thú. Thank you.
mời cả nhà dùng cơm với hai mẹ con Như nhé. Mời cả nhà dùng cơm với Như với mẹ Như nha. Anh còn lắc ghê dữ không? Rồi vô nhà dọn dẹp nữa nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Tạm biệt. Vừa ăn vừa tập thể dục. Ngay cái cây thanh á. Bởi làm giữa. Làm giữa cái cây thanh nữa nè. Mai gót cái tôi đổ ở dưới à.